Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ bảy, Ngày 25 tây tháng 5 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào? Và đây là những trò bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hi, xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Để xem coi ngày thứ bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào Và đây là những trò bài chung may nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 hiện tại có thể các bạn tụi một đang trong cái giai đoạn hơi bị khó khăn về tài chính hoặc là dạo gần đây sức khỏe không được tốt à, và mình thấy có thể là bạn đang tìm kiếm một cái phương thế nào đó phương thức nào đó để có thể thay đổi hoàn cảnh hoặc là có một số bạn đang thất nghiệp à, ha vậy có thể sắp có những cái tin tức vui đang đến với các bạn những tin tức chiến thắng thành công đó à, ngoài ra mình thấy các bạn cần phải có một cái tính kỷ luật cũng như là phải lên cái đường hướng kế hoạch cho cuộc sống của mình thì bạn mới có thể thành công được và những cái điều mới đang đến với các bạn có thể là những cái kích thước mới, những cái dự án mới, con đường mới, công việc mới. Và bạn cũng muốn đổi mới bản thân của mình, cả bạn mong sao cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc, ấm, ấm êm hoặc là gia đình của mình có sự trọn vẹn hoặc có thể một vài bạn đang rất là mong muốn hy vọng sẽ kết hôn vân vân và sắp tới đây thì mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó sẽ hạnh phúc viên mãn cho nên bạn đừng có lo lắng quá nhiều mà hãy tập trung chăm sóc sức khỏe của mình trước và lên đường hướng cho tương lai của mình. À, hãy quan tâm nhiều hơn đến gia đình cha mẹ các bạn và quan tâm đến vấn đề sức khỏe của những người thân xung quanh. Trong ngày này thì mình thấy có thể là các bạn trong ngày thứ bảy này mình thấy có thể một số bạn các bạn sẽ có một nguồn tiền đó, nguồn tiền lương, tiền hưởng là nhận đầu tư gì đó ở đây, à, hoặc là có thể các bạn sẽ mua sắm cái món đồ gì đó, cho nên là các bạn phải chi tiền ra thì các bạn có một cái sự khỏe mạnh hơn, sức khỏe dồi dào hơn, tốt hơn và các bạn có thể cân bằng tốt mọi thứ hoặc là một số bạn sẽ có sự cân nhắc hơn trong cái việc uh, chi tiêu mua sắm ừ. một số bạn sẽ xem uh, xem ảo thuật uh, hoặc xem hài xem kịch hoặc là xem xiếc gì đó vân vân và mình thấy có thể là bạn sẽ đi đám cưới nè đi đám cưới hoặc là đi đám tân gia thôi no đầy tháng gì đó vân vân thấy các bạn có được những cái sự mừng rỡ vui vẻ sự đoàn tụ sự sum hợp hoặc là kết nối với khá là nhiều người có thể một số bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ trong thứ bảy này ngoài ra mình thấy có thể là các bạn có một sự nắm bắt những cái điều mới nhiệt tình soi nổi hoặc là có thể một số bạn sẽ được người khác khen bạn trẻ trẻ tuổi hoặc một số bạn sẽ đón nhận công việc mới hoặc những cái dự án hoặc có nhiều ý tưởng sáng tạo cho công việc của mình có sự gọi là tràn trề cái ngọn lửa nhiệt tình hứng khởi ha và ước mơ gì đó của bạn sẽ được trở thành sự thật nè ừ. hoặc là có thể một vài bạn sẽ trở nên nổi tiếng hơn được nhiều người quan tâm biết tới hơn à, và bạn có sự tự tin hơn hoặc là một số bạn sẽ ngắm trăng sao trong ngày này có thể bạn cũng sẽ có sự tương tác với khá là nhiều trẻ thơ ha trong ngày này ngoài ra có thể một số bạn sẽ có sự được thăng chức được tăng lương hoặc là được đề bạc lên một cái vị trí đảm nhận nhiều trách nhiệm to cao hơn vân vân có thể có mưa trong ngày đó cho nên các bạn đi đứng cẩn thận cái vấn đề gọi là bị té do trơn trọt ha và cảm cẩn thận cái vấn đề bị sốt ho sau mũi rồi đó một số bạn có thể là sẽ đi đến một cái nơi nào đó mà có cái cổng hoa rất là đẹp Ừ. hoặc là các bạn có sự trang trí nhà cửa, chưng bông, chân hoa, có sự chăm sóc cho thú cưng hoặc là vui chơi với thú cưng của mình để tìm kiếm cái sự thư giãn giải trí cho chính mình. một vài bạn ở đây có thể là các bạn có uh, đi thăm người thân uh, họ có sinh con hoặc là các bạn xem, xem tin tức thấy được những cái cặp đôi uh, gia đình hạnh phúc khi có con ha hoặc là người nổi tiếng nào đó họ có sự báo tin hủy hoặc có tin tức vui về con cái vân vân một số bạn có sự kết nối với cha mẹ của mình, được cha mẹ giúp đỡ hoặc là bạn có sự giúp đỡ cha mẹ của mình trong ngày này. ngoài ra mình thấy có thể là bạn có sự điều tra nghiên cứu một cái điều gì đó ha hoặc có khả năng lên trang mạng tìm kiếm một cái uh, lý do hoặc nguyên nhân gì đó vân vân. Ừ. hoặc là xem những bộ phim liên quan đến uh, thám tử rồi đó, liên quan đến điều tra rồi đó và có thể bạn sẽ uh, được ai đó tặng quà hoặc là bạn được bạn tặng quà cho một ai đó ừ. hoặc là đi đám tiệc tặng quà ha vân vân thật như mình nói nè liên quan đến quà tặng liên quan đến kỷ niệm liên quan đến sự uh, tăng chức. đây ừ. một vài bạn các bạn cũng uh, di chuyển đó ha. rồi uh, có thể các bạn chạy xe cẩn thận để tránh cái vấn đề va chạm uh, cũng như có một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn đừng quan tâm uh, nhớ đến những cái lời nói tiêu cực bên ngoài. Ha. nếu bạn không có như người khác nghĩ thì mình cứ tập trung vào cuộc sống mình thôi nên biết điều chỉnh cảm xúc để không có bị ai thao túng mình hết mọi người có một cuộc sống riêng có những suy nghĩ riêng thì bạn hãy nên trân trọng chính mình và cho mình không gian riêng và đừng lãng phí thời gian với những người không có giá trị trong cuộc sống của các bạn hãy dành thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho cái mục tiêu của các bạn thì nó sẽ hay hơn. Thiên thần Michael muốn nhắc nhở các bạn rằng cái lời cầu nguyện sẽ cải thiện được mọi tình huống trong khi lo lắng thì ngược lại nha. Ừ. Bởi vì khi bạn cầu nguyện thì bạn đang gọi là mời gọi vũ trụ và các thiên thần đưa ra cho bạn cái sự trợ giúp và chỉ khi nào bạn tin tưởng em mời gọi thì các ngài mới có thể giúp được bởi vì bạn có cái quyền tự do ý chí của riêng mình, mình. Các ngài có sự tôn trọng cái quyền tự do của bạn bên cạnh đó thì có thể cái lời cầu nguyện của bạn nó sẽ được định nó sẽ được đáp lại khác với mong đợi của bạn nhưng mà bạn hãy yên tâm rằng bạn đang được lắng nghe và ơn trên biết cái giải pháp nào hoàn hảo cho bạn và những người có liên quan cho nên việc của các bạn cứ tin tưởng và làm theo sự hướng dẫn thông qua trực giác của mình và vũ trụ các thiên thần chịu trách nhiệm về việc cái lời cầu nguyện của bạn được đáp lại như thế nào đôi khi có thể là nó sẽ vượt xa cái trí tưởng tượng của các bạn có thể trong ngày hôm nay như mình nói các bạn sẽ có một sự kết nối với một nhóm cầu nguyện với cộng đồng tâm linh tôn giáo đi lễ chùa hoặc nhà thờ vân vân càng lời cầu nguyện càng có nhiều lời cầu nguyện thì càng tốt và trao những lo lắng sợ hãi cho vũ trụ các thiên thần hãy có niềm tin vì có lý do chính đáng để bạn hy vọng hãy cởi mở với những cái giải pháp có thể khác với mong đợi của các bạn rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi. Ngày thứ 7, ngày 25 tháng 5 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây nhận ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Các bạn tụ 2 là những người đang ở trong cái trạng thái Cảm thấy cũng khá hài lòng về cuộc sống Hoặc là có thể các bạn đang có một cái sự đủ đầy về vật chất tiền tài Hoặc là các bạn có sự tập trung hơn về tài chính vào lúc này Hiện tại các bạn cũng đang có những cái vấn đề gì đó hơi lo nghĩ ừ. Có thể có những cái sự mất cân bằng Hoặc là có sự... Uh, đang nhìn nhận về một cái người nào đó xem họ có đang mặt nạ với bạn hay không hoặc là bạn đang phân dân không biết nên uh, tiếp tục chờ đợi hay rời đi vân vân nói có chung là bạn ở trong cái trạng thái chưa có thể đưa ra quyết định cuối cùng á các bạn dạo gần đây là hay thức khuya hay mỏi mệt và có những cái núi tiếc gì đó trong quá khứ nè hoặc là hay khóc đêm <laughs> ở đây mình thấy có thể là những cái vấn đề của bạn sắp được giải phóng rồi và có thể sắp có những cơ hội tốt đẹp tích cực hoặc là có những cái điều nhiệm màu gì đó nó sẽ được diễn ra trong cuộc sống của các bạn nó mang tính chất uh, cam kết hoặc là nó mang tính chất gọi là um, vững chảy hơn ha hoặc là có thể các bạn sắp tìm được một cơ hội để gia tăng tài chính các bạn rất là thích giúp đỡ người khác thích chia sẻ thích uh, hỗ trợ và thích làm việc từ thiện tuy nhiên hãy cẩn thận trong thời điểm này đừng có vội tin người khác bởi vì có những cái người họ không có tốt như bạn nghĩ có những người hay mặt với các bạn và có những người muốn mời gọi đầu tư nhưng mà bạn hãy quan sát kỹ lưỡng để tránh cái vấn đề gọi là bị hối hận hối tiếc do đầu tư sai chỗ ha, bị thất thoát. Ừ. Thế là các bạn sắp có một cái sự thu hút những cái nguồn tiền đến với các bạn đó. Ừ. Hoặc là những cái cơ hội được rất vốn đầu tư vân vân. Trong ngày thứ bảy này mình thấy có thể có một số bạn sẽ giúp giúp đỡ làm từ thiện hoặc là có sự kết nối một người mang năng lượng nam, đây là một người rất là thông hiểu, giỏi giang có kiến thức, thông minh nhạy bén có sự ấm áp. Có thể là họ sẽ hướng dẫn hoặc cho bạn lời khuyên gì đó, hoặc là có thể một số bạn sẽ có một cái sự kết nối với người yêu, hẹn hò với người yêu, hoặc là có sự hợp tác với một ai đó, vân vân. Ừ ngoài ra thì mình thấy có thể là có sự kết nối với một người mang năng lượng nam nữa đây là một người nhẹ nhàng tình cảm nhân ái nồng hậu à. có thấy số bạn nữ mình thấy các bạn có sự phân dân lựa chọn giữa nhiều cái người đến với các bạn trong tình cảm ha ừ. có nhiều người muốn tán tỉnh tỏ tình các bạn chẳng hạn và muốn chuyển sang từ tình bạn sang tình yêu vân vân thấy các bạn có sự kết nối một cộng đồng lớn hoặc là ngoài ra có thể một vài bạn sẽ đi dự tiệc đi sinh nhật đi uh, dự tiệc với bạn bè vân vân hoặc có những cái sự hội ngộ sự xung họp đoàn tụ gì đó một vài bạn ở đây thì có thể là các bạn sẽ đi chùa đi nhà thờ và ngoài ra có thể các bạn có sự uh, nấu ăn ha. một số bạn có thể là nấu ăn hoặc là các bạn sẽ trực giác của bạn cực kỳ cao hoặc bạn sẽ có thể gọi là nhận ra một cái điều gì đó tâm tối ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn hãy tin vào trực giác của các bạn nha các bạn sẽ có những cái sự chiến thắng thành công vang dội gì đó ở đây hoặc là có thể những cái thành công của bạn cũng được nhiều người gọi là ngưỡng mộ ngợi khen các bạn và trong ngày này mình thấy có thể là một số bạn các bạn sẽ mua bông mua hoa về trưng cho nên là có anh shipper đến tìm vân vân à hoặc là mua những cái món đồ bạn yêu thích ừ. thấy các bạn uống nước khá là nhiều một số bạn có thể là sẽ ăn lẩu hoặc là nấu cháo gì đó có <laughs> một số bạn có thể là bạn sẽ có những buổi uh, biểu diễn dẫn dắt chương trình gì đó bạn sẽ làm rất là tốt và có thể bạn sẽ được rất là nhiều người ủng hộ nè rồi nhận được quà tặng nhận được lời khen vân vân ừ. một số bạn thì có sự mở rộng cộng đồng của mình yeah và có thể ai đó xin bạn lời khuyên hoặc là bạn xin ai đó một lời khuyên hoặc là bạn xem tarot xem những vấn đề về tâm linh khá là nhiều trong ngày ngoài ra mình thấy dường như các bạn nên biết bảo vệ sức khỏe giữ ấm cơ thể khi mà trời mưa gió lạnh ha ở đây mình thấy như mình nói các bạn sẽ có một cái sự thể hiện cái lòng tốt đẹp của mình giúp đỡ người khác hoặc là sẽ đi chùa đi nhà thờ à, sẽ có sự thay đổi tâm tính của mình hướng thiện hơn vân vân ừ. ngoài ra có thể các bạn có sự gọi là tham gia những khóa huấn luyện đào tạo về kiến thức về kinh nghiệm hoặc là có thể bạn được lên vị trí này vị trí đào tạo nhân lực truyền cảm hứng cho người khác à, chỉ dẫn người khác chia sẻ kiến thức cho người khác số bạn ở đây rất là nhiều những thông điệp liên quan đến sự chiến thắng sự thành công sự thành cụ tụ đến với các bạn các bạn nam có thể là các bạn sẽ có sự trao chuốt có thể là sẽ ăn mặc chỉnh chu hoặc là cạo râu vân vân ha để trở nên gọn gàng hơn để có thể đi đến một cái nơi nào đó đông người chẳng hạn hoặc là đi hẹn hò với người yêu ở đây thì các thiên thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của các bạn rồi và các ngài đang cố gắng đáp lại đó ừ. thay vì bạn khiến cho hạnh phúc của bạn bị phụ thuộc vào những cái sự kiện trong tương lai thì bạn có thể quyết định hạnh phúc của mình ngay bây giờ và một cách để bạn có thể làm được cái điều đó là tập trung vào mọi thứ và mọi người mà bạn cảm thấy biết ơn Nha, hãy xem qua điều gì đó đang hoạt động tốt trong cuộc sống của mình và phước lành điểm mạnh của bạn là gì và bằng cách bạn cho phép bản thân của mình trải nghiệm niềm vui thì niềm vui sẽ đến với bạn ngay bây giờ À, và bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Hãy uh, biết uh, kiểm soát cuộc sống của mình Và ngăn chặn những cái ảnh hưởng bên ngoài Ảnh hưởng đến cảm giác của các bạn Tách mình ra khỏi những cái drama kịch tính Hoặc là những cái người tiêu cực ha. Uhm, Sẽ có một phép màu gì đó sẽ được diễn ra Và các bạn sẽ cảm thấy biết ơn Và ngay bây giờ hãy biết ơn trước đi ha à, Hãy luôn duy trì những suy nghĩ tích cực Về một cái tình huống nào đó của các bạn Hãy mở rộng trái tim của bạn để yêu thương ha Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi. À, ngày thứ bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây là những trả bài chung về nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Chờ mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tù ba là những người có sự cân bằng trong cuộc sống Rất là thông minh và có thể có tầm nhìn xa rộng Hiện tại các bạn muốn được yên tĩnh một mình Để có thể tìm kiếm những cái hướng dẫn, giải pháp Để mình có thể có những cái bước đi vững chãi Các bạn đang tìm kiếm cái cơ hội kiếm tiền Hoặc là các bạn đang rất là bận rộn với công việc tài chính của mình Hoặc là các bạn đang những có những cái lo lắng vấn đề tiền bạc Cơm áo gạo tiền có thể cuộc sống của bạn đang cảm thấy hơi bị bế tắc hoặc có những cái vấn đề gì đó nó khiến cho bạn cảm thấy bị um, kiệt sức à, hoặc là dạo gần đây các bạn bận rộn quá thì các bạn cũng nên có sự điều chỉnh lại cái lịch trình của các bạn chăm sóc cho bản thân của mình. Bạn phải có sức khỏe tốt thì bạn mới có thể kiếm tiền được. Còn sức khỏe không tốt là thua luôn. Cho nên là sức khỏe là yếu tố quan trọng. À, hãy yên ta hãy có một sự quan tâm đến chính mình. hoặc là một vài bạn ở đây, Hổng ra các bạn bệnh, cho nên các bạn không có tiếp xúc nhiều người, các bạn chỉ muốn dành thời gian để Um, tập trung vào sự gọi là chăm sóc sức khỏe để hồi phục thì uh, mình thấy sức khỏe của bạn mau chóng sắp hồi phục rồi ha các bạn cũng là những người thầy tinh thần cho người khác ừ. các bạn là những người có kinh nghiệm các bạn có thể giúp đỡ cho người khác chia sẻ cho họ trong ngày này thứ bảy uh, như mình nói các bạn cẩn thận các vấn đề về sức khỏe uh, bị cảm lạnh rồi đó Vân vân hoặc là có thể một số bạn hơi bị khó khăn về tài chính ha hoặc là một số bạn có khả năng là bị thất nghiệp cho nên là tìm kiếm cơ hội cho chính mình hoặc một số bạn đang cảm thấy cô đơn lẻ loi giá lạnh gì đó thì mình thấy là uh, sẽ có một cái điều gì đó tươi sáng đến với các bạn ừ. giai đoạn đầu ngày có vẻ bạn hơi uh, thiếu uh, hơi hơi có một sự bị yếu đuối hoặc là hơi mệt mỏi hoặc là thiếu tiền nhưng mà sau đó thì mọi thứ nó lại trở nên gọi là tươi tắn một số bạn sẽ có một sự dược dậy tinh thần và lên kế hoạch đường hướng tương lai hoặc là lên kế hoạch hành động gì đó cho tương lai của mình hoặc là các bạn sẽ có một cái sự di chuyển có những cái chuyến đi đi du lịch biển hoặc là đi thăm người thân gia đình ở đây hoặc là có tin tức gì đó ở xa được mang đến dường như các bạn có một sự rời khỏi một cái tình huống nào đó không còn phù hợp hoặc là bạn rời khỏi cái vấn đề về tình cảm mà các bạn sẽ tập trung hơn vào uh, tiền bạc và tương lai của mình một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ cũng có sự chuyên tâm làm việc nữa à, có thể một vài bạn sẽ tìm được một cơ hội công việc nếu như bạn đang thất nghiệp và cuối ngày có thể có tin tức à, có thể là làm việc chung với đội nhóm và đòi hỏi các bạn phải nâng cao kỹ năng học hỏi rất là nhiều à, bên cạnh đó có thể một số bạn sẽ có sự làm chung với một nhóm người nào đó để hoàn thành xong một cái uh, kế hoạch vân à, vân thấy các bạn cũng có những cái khoản tiền nho nhỏ nào đó Ngoài ra thì có thể là những cái um, sự cố gắng của bạn, sự nỗ lực của bạn được người khác ghi nhận và có sự uh, lời khen cho các bạn Một số bạn có thể có anh shipper đến tìm ha, bạn có sự mua sắm cái gì đó cho nên là cái tiền của bạn nó có sự thất thoát ừ. Ngoài ra mình thấy có thể là bạn có sự tương tác một người nhẹ nhàng, tình cảm, nhân ái, một người mang năng lượng nam à, Có thể họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ hoặc là chia sẻ gì đó cho các bạn Hoặc là một vài bạn có thể được mời uống nước trong ngày và cẩn thận cái vấn đề về dạ dày bao tử ha ăn rất loạn tiêu quá rồi đó ăn chín uống soi thì sẽ hay hơn hoặc bạn nào có đi biển chơi thì nên có sự cẩn trọng ha, để tránh đuối nước hoặc là um, nguy hiểm cho bản thân và dường như cái cảm giác của bạn dường như là muốn đi đến một cái nơi nào đó thật là xa mình thấy là như vậy các bạn có thể là sẽ lên kế hoạch để trồng cây hoặc là sáng tạo làm một cái gì gì đó mới. À, như mình nói là cẩn thận vấn đề về sức khỏe để tránh uh, sổ mũi nhức đầu uh, cảm lạnh đó. Bởi vì các bạn có dấu hiệu bị kiệt sức do các bạn bận rộn quá nhiều nó khiến cho sức lực của bạn năng lượng của bạn bị tụt á. Cho nên các bạn phải bồi bổ cơ thể uống nhiều nước rồi ăn chất dinh dưỡng uh, rồi nghỉ ngơi hợp lý một số bạn có thể là sẽ bị ác mộng hoặc là bị bóng đè gì đó vân vân hãy luôn cầu nguyện với thiên thần Michael bảo vệ cho các bạn trong những giấc ngủ để bạn không có gặp những cái trường hợp này hoặc những khi mà bạn bị bóng đè cứ nghĩ đến cầu xin thiên thần Michael là bạn sẽ hết liền và ừ. tránh đi đi chơi đêm nha đi đêm có ngày gặp ma đó ừ. À một vài bạn ở đây mình thấy các bạn uh, lên uh, Google search uh, cái thông tin coi xem cái khu, khu vực của bạn có bị cúp điện không nha. để tránh bị cúp điện rồi chơi vớ chưa kịp làm gì hết. Ở đây mình thấy thì nhà của bạn được thiên thần bảo vệ. Ừ. À, một số bạn có thể là các bạn có những cái tổn thương gì đó liên quan đến ngôi nhà hoặc là hoàn cảnh sống của mình nhưng mà thiên thần Michael đảm bảo với bạn rằng mọi chuyện đều ổn cái thiên thần đang bảo vệ cái nơi ở hiện tại của bạn và đảm bảo cái sự an toàn cũng an cũng như an ninh tài chính cho nó nếu như bạn sắp chuyển nhà thì một cái dấu hiệu cho thấy là bạn đang được hỗ trợ trong cái việc di chuyển ừ. ngoài ra hãy thư giãn tận hưởng ngôi nhà của mình mọi thứ sẽ ổn thôi những uh, những bạn nào đang gọi là cầu nguyện cho ngôi nhà của mình, những người thân yêu của mình và tài sản của bạn khi đi du lịch thì chắc chắn cái thiên thần đang trông chừng cho các bạn và một cái nguồn tài chính dồi dào gì đó sẽ giúp cho bạn có thể trả tiền thuê nhà hoặc là thế chấp và cái thiên thần đang hướng dẫn các bạn đến những cái khu ở tuyệt vời với giá cả phải chăng hãy tin tưởng và làm theo sự hướng dẫn này nếu như bạn đang tìm kiếm một cái ngôi nhà hợp lý rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.